Điện thoại giá rẻ, máy khỏe, pin trâu, chọn ngay Honor X6B. Điện thoại Honor 200, chuyên gia ghi nét, chân dung AI sắc nét, thứ bạn cần là Honor có. Mua sắm tại Hoàng Hà Mobile để hưởng trăm ưu đãi dịp cuối năm. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, cuộc chiến tại Ukraine đã khiến chính phủ Đức sụp đổ. Vậy thì thực sự chuyện gì đã xảy ra và việc xung đột này nghiêm trọng cỡ nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Như các bạn có thể không biết thì cái ông thủ tướng Đức tên là Olaf Scholz là một lãnh đạo của liên minh gồm có 3 đảng, gồm có Đảng Dân Chủ Xã Hội, Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Xanh. Trước đó, ông thủ tướng là người thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do. Nhưng vì để được lên ghế thủ tướng thì 3 đảng này đã liên minh với nhau, gọi là Liên Minh Đèn Giao Thông. Và liên minh này đã đưa ông Olaf lên làm thủ tướng. Còn nếu 3 đảng này không liên minh thì cả 3 đảng này đều không đủ số ghế trong quốc hội để bất kỳ ai có thể trở thành thủ tướng. Hay nói đơn giản hơn thì một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại thì nên ông thủ tướng. Thế nhưng mà vấn đề là đoàn kết thì mới tạo ra sức mạnh, còn liên minh mà mâu thuẫn thì chỉ có thất bại mà thôi. Và gần đây thì liên minh này đã gặp vấn đề. Điều đó chính là căn nguyên gây ra sự sụp đổ cho chính phủ Đức. Cụ thể là trong liên minh thì có ông Olaf làm thủ tướng, các bạn đã biết rồi. Tiếp sau đó là ông Linner làm bộ trưởng tài chính. Khi chiến tranh Ukraine xảy ra, Đức đã tài trợ rất nhiều tiền cho Ukraine. Điều đó khiến ngân khố của Đức thâm hụt. Giờ tiền tiêu không có, ông thủ tướng mới đề nghị quốc hội là tôi cần mở rộng giới hạn nợ ra để có thêm tiền chi tiêu. Các bạn hiểu đơn giản là, ví dụ như lâu nay nhà bạn kiếm được 1 tỷ một năm, thì nhà bạn chỉ có giới hạn nợ ở mức 800 triệu thôi. Nếu vay quá 800 triệu thì tiền lãi quá cao, sau này biết lấy gì mà trả nợ. Cho nên bạn chỉ cho phép gia đình vay ở một mức tối đa nào đó thôi. Vay tóe le ra là mất sổ đỏ như chơi. Ông nhà nước Đức cũng vậy, họ chỉ cho phép vay một mức nhất định, ví dụ như khoảng 80% GDP. Mà giờ số tiền vay đã đạt đến mức giới hạn rồi, giờ làm như thế nào đây? Không vay thì không có tiền tiêu, mà vay thì đi quá giới hạn. Vậy nên ông thủ tướng mới đề nghị quốc hội là hãy tăng giới hạn vay lên để lấy tiền ủng hộ cho Ukraine. Trong quốc hội thì ông bộ trưởng tài chính Linner thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, tức là một trong 3 đảng của liên minh đèn giao thông, đã đứng lên phản đối gay gắt. Thủ tướng không thể tăng trần vay được, mà giờ vay thêm thì làm sao mà trả được. Ta có thể đoán ý ông này kiểu ủng hộ Ukraine được thì ủng hộ, không ủng hộ được thì thôi. Có nhiều thì ủng hộ nhiều, không có nhiều thì ủng hộ ít. Chứ làm sao phải cố gắng tăng mức vay để lấy tiền ủng hộ cho Ukraine. Nước mình còn chưa lo xong đã đi lo chuyện nhà người ta. Và các bạn đoán xem, cái kết gì với ông Bộ trưởng Tài chính? Thì câu trả lời là Thủ tướng đã tức giận, lập tức sa thải luôn Bộ trưởng Tài chính. Ông Thủ tướng đưa ra lý do là Bộ trưởng Tài chính không biết lo cho dân. Có thể đoán, dưới góc nhìn của Bộ trưởng Tài chính thì nhiệm vụ của ông này là quản lý tiền bạc của đất nước. Thế nên ông này muốn làm sao tiết kiệm nhất cho đất nước, sử dụng tiền hợp lý nhất, dành tiền đầu tư phát triển cho nước Đức. Giống như quan điểm của ông Trump ở Mỹ là phải ưu tiên cho đất nước, còn bạn bè tính sau, Mỹ là số 1, Đức cũng phải là số 1 trong các chính sách của nước Đức. Thế nhưng mà ông Thủ tướng Đức thì lại có quan điểm giống ông Biden, đó là giờ mà không viện trợ cho Ukraine để Nga họ thắng ở Ukraine thì chính đất nước Đức cũng sẽ bị đe dọa. Thế nên là Ukraine góp người thì ta góp tiền, góp vũ khí để cùng nhau chống lại Nga. Đó là quan điểm dưới góc nhìn chính trị. Nói chung là lên tầm lãnh đạo đất nước, ai cũng có quan điểm riêng và khó phân định đúng sai. Chỉ có tương lai mới có thể trả lời được câu hỏi là làm thế nào thì tốt nhất. Tiếp tục ủng hộ Ukraine hay là chỉ tập trung cho quốc gia Đức. Dù kết quả ra sao thì hiện tại ông bộ trưởng cũng đã về hưu non rồi. Nhưng mà chuyện đến đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính bị sa thải, Đảng Dân Chủ đã lập tức nổi giận với Thủ tướng. Ông Thủ tướng lấy quyền gì mà đòi đuổi người của chúng tôi khỏi ghế Bộ trưởng? Ông nên nhớ, ông có được vị trí này là nhờ Liên minh. Giờ ông đuổi người của Liên minh thì chúng tôi sẽ cho ông biết hậu quả. Và thế là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giao thông, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thuộc Đảng Dân Chủ cũng lập tức từ chức. Và cao nhất đó là cả Đảng Dân Chủ Xã hội đã rút khỏi Liên minh. Giờ thì liên minh 3 đảng sụp đổ, chỉ còn liên minh có 2 đảng, mà liên minh 2 đảng thì lại không đủ số ghế trong quốc hội để có đủ điều kiện lãnh đạo đất nước. Vậy nên chính phủ của ông Thủ tướng Olaf cũng không còn hợp pháp nữa. Bạn hình dung là cầu có 3 nhịp thì cần 3 trụ đỡ, giờ một trụ sập rồi thì đương nhiên là cầu cũng sập như vụ ở Phú Thọ thôi. Bây giờ nước Đức phải làm thế nào? Thì quy trình là quốc hội sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm. Và Thủ tướng đã quyết định việc bỏ phiếu diễn ra vào tháng 1 năm 2025.
Nếu sau đợt bỏ phiếu mà thủ tướng vẫn đạt được đủ số phiếu theo quy định thì ông sẽ tiếp tục được làm thủ tướng đến hết nhiệm kỳ. Và nhiệm kỳ mới thì thủ tướng quyết định sẽ bầu sớm hơn 6 tháng, tức là bầu vào tháng 3 năm 25. Nếu tính toán như vậy, ở cuộc bầu cử mới, thủ tướng Đức có thể lập được liên minh mới thì có thể lại đắc cử tiếp một nhiệm kỳ thủ tướng nữa. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đảng khác thì không chấp nhận quyết định này. Ví dụ, ông lãnh đạo đảng Dân Chủ Độc Lập đã quyết nói rằng thủ tướng không được làm như vậy. Chúng tôi không chấp nhận để một chính phủ không đạt điều kiện hoạt động quá lâu. Giờ là tháng 11 mà đến tận tháng 1 mới bỏ phiếu tín nhiệm cho ông thủ tướng thì phải chờ đến tận 3 tháng cơ à? Chưa kể là giờ các bộ trưởng từ trước hết rồi thì liệu đất nước này sẽ ra sao? Bên cạnh đó thì các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng muốn chính phủ hoàn thiện lại bộ máy sớm. Bởi kinh tế Đức hiện gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp Đức sản xuất ra sản phẩm bị chi phí quá cao, nhiều mặt hàng không thể cạnh tranh với các đối thủ đến từ châu Á như Hàn Quốc, Nhật hay là Trung Quốc. Thế nên các doanh nghiệp cần một chính phủ thống nhất, đoàn kết để tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp cạnh tranh với nước ngoài. Giờ doanh nghiệp thì đã khó khăn rồi, nội bộ chính phủ lại còn đấu đá lẫn nhau thì làm ăn thế nào được? Cuộc khủng hoảng chính trị sau khi chính phủ Đức sụp đổ đã xảy ra vào thời điểm quan trọng đối với nước Đức, khi mà nền kinh tế đang đối mặt với trì trệ, cơ sở hạ tầng xuống cấp và quân đội thiếu sự chuẩn bị. Các nhà kinh tế cho biết cuộc khủng hoảng do liên minh cầm quyền sụp đổ có khả năng sẽ giáng một đòn nữa vào tiêu dùng và đầu tư trong những tháng tới ở Đức. Nhưng việc chính phủ Đức sụp đổ ở thời điểm hiện tại cũng có thể là một điều tốt nếu xét về lâu dài. Các cuộc bầu cử và một chính phủ mới có thể sẽ chấm dứt tình trạng tê liệt hiện tại của toàn bộ quốc gia và đưa ra định hướng chính sách rõ ràng và chắc chắn. Giống như là một ngôi nhà đã sập xệ thì thôi, thay vì cứ liên tục sửa rồi vá thì chi bằng cho nó sập luôn đi mà xây mới cho nó ngon lành cành đào. Một cái nhà mới theo đúng thiết kế của xã hội đương thời thì sẽ hoạt động hiệu quả và không bị lệch lạc. Vấn đề là giờ Thủ tướng Olaf liệu có được bầu nữa không? Đây là câu hỏi cũng rất khó. Với sự trỗi dậy của các đảng dân túy, cánh tả và cánh hữu ở Đức cũng như những nơi khác ở châu Âu cho thấy ngay cả một cuộc bầu cử mới cũng không dễ dàng tạo ra một liên minh có tính thống nhất và đa số phiếu rõ ràng. Bên cạnh đó thì việc liên minh cầm quyền ba bên tan rã đã đẩy chính phủ Đức sụp đổ và tạo ra khoảng trống quyền lực ngay tại trung tâm Liên minh châu Âu, giữa lúc tổ chức này đang tìm kiếm một phản ứng thống nhất trong việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Nhìn xa hơn, thì Đức là một trong những quốc gia đầu tàu của châu Âu. Giờ Đức gặp rắc rối thì cả châu Âu đều có thể gặp khó khăn theo. Với cả là chưa biết sắp tới ông Trump lên thì ông sẽ đối xử với châu Âu như thế nào. Nếu mà cứ xem như một nhiệm kỳ trước ông ấy đã làm thì có lẽ châu Âu lại một lần nữa chao đảo vì nội bộ họ đã gặp nhiều khó khăn rồi. Giờ lại thêm tác động và sức ép từ Mỹ thì nỗi buồn lại nhân lên gấp bội. Vậy thì liệu Thủ tướng Đức có vượt qua được sóng gió này không? Liệu nước Đức có vươn mình trở lại mạnh mẽ hay là ngày càng suy tàn? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Các bạn thấy đây là một sản phẩm có thể gọi là siêu rèn luyện trí tuệ và tư duy. Bởi nhìn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà để thiết kế ra được nó là cả một bầu trời trí tuệ của người xưa. Mấy ông quảng cáo thì gọi là khóa Khổng Minh vì nó được thiết kế bởi Khổng Minh thời Tam Quốc. Mình thì không rõ là Khổng Minh có thật sự làm ra mấy cái này không, nhưng mà kể cả ai làm ra nó thì cũng phải khẳng định rằng trí tuệ của họ là vô cùng phi thường. Nhiệm vụ của các bạn khi chơi với nó là tháo ra rồi lắp lại, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà phần lớn anh em trong team Kiến thức Thú vị khi cầm lên hì hục một lúc thì đều bó tay, không thể tháo được. Còn mình tháo ra được cái đơn giản nhất thì cũng không tài nào lắp lại nổi. Chỉ có một cách là đọc sách hướng dẫn để tập hình dung và chơi với nó. Bởi vậy, nó cực kỳ hữu ích để rèn luyện tư duy, đặc biệt là tư duy về không gian ba chiều và logic. Những lúc rảnh rỗi cầm nó lên và vượt qua thử thách chắc chắn sẽ giúp bạn thông minh hơn, vừa giải trí vừa rèn luyện trí não. Và nếu bạn có con nhỏ thì đây còn là món quà cực kỳ bổ ích để con bạn tránh xa tivi điện thoại và rèn luyện não bộ. Hãy bấm ngay vào giỏ hàng phía dưới bên trái góc màn hình để mua em nó các bạn nhé. Chỉ khoảng 30.000 một cái thôi, mua nhiều còn rẻ hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.